Em xin kính chào hệ điều hành CC Talk. Sau đây em xin cắt tinh cho room 218. Em tên là Phan Thị Mai. Các của em thể hiện là cái khúc Người Anh Xa Nhớ. Anh xa nhớ anh có khỏe không? Viết thư tay đầu thư em chẳng biết nói gì ngoài câu em ở đây nhớ anh với đây. Anh hãy cứ yên tâm công tác, em ra xiết thủy chung một lòng. Ngày em nghĩ về anh thật nhiều để đêm đêm nằm mơ về anh. Hoài đường xa em vẫn chờ nơi ấy, em yêu lắm đấy, em thương lắm đấy, em lo cho anh nhiều đấy. Mong đến ngày gặp nhau dẫu cách chờ bao lâu, mua bao thuốc lá, mua dăm gói bánh, anh sang thư chuyện cùng em. Anh có khỏe không? Em lâu lắm không viết thư tay. Đầu thư em chẳng biết nói gì ngoài câu em ở đây nhớ anh với đây. Anh hãy cứ yên tâm công tác, em ra xiết thủy chung một lòng. Ngày em nghĩ về anh thật nhiều để đêm đêm nằm mơ về anh. Hoài đường xa em vẫn chờ đợi ai, em yêu lắm đấy, em thương lắm đấy, em lo cho anh nhiều đấy. Mong đến ngày gặp nhau dẫu cách chờ bao lâu, mua bao thuốc lá, mua dăm gói bánh, anh sang thư chuyện cùng em. Đường xa em vẫn chờ nơi ấy, yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm. Mong đến ngày gặp nhau dẫu cách chờ bao lâu, mua bao thuốc lá, mua dăm gói bánh, anh sang thư chuyện cùng em. See that?